Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2023, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con tham khảo nha. Thì trong giai đoạn giá mít tăng cao như hiện nay thì yêu cầu lấy mít đó, thì đa phần là yêu cầu trái mít phải lên màu muối đẹp hả bà con ha. Thì với những nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm thì chia sẻ là hiện nay quan trọng làm sao đáp ứng được tiêu chuẩn của mít nhất hay là kem lớn, đặc biệt là phải bón phân, chủ yếu là bổ sung phân kali cho cây mít Thái. Khi trái gần già khoảng 3 tuần nữa để cắt bán thì chỉ cần bón bổ sung thêm phân kali vào gốc, trái mít sẽ nặng ký hơn và lên màu muối đẹp. Tuy nhiên mọi người cũng khuyến cáo là không nên lạm dụng phân bón. Khi bón thì chỉ cần bón thêm liều lượng nhỏ và phải tưới nước cho phân tan ra thấm vào đất, tuyệt đối không bón liều nặng sẽ dẫn đến bị nước trái mít. Thì quan trọng nữa là phải là bón khi mà cây mít đang phát triển tốt hả bà con. Với cây mít đang suy thì không làm việc này được. Thì kênh chia sẻ một vài kinh nghiệm gửi đến bà con xem là bà con có áp dụng được hay không ha. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay thì giá mít tiếp tục tăng cao, chạm mốc 50.000 đồng một ký bán tại vườn nha bà con. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang mít nhất là 50, mít nhì là 40.000, kem lớn là 38.000, kem nhỏ là 28.000, kem 3 là 24.000, mít chợ là 7.000. Tại Đồng Tháp, An Giang